Thưa quý vị, ngày 8 tháng 10, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Tây Ninh đã có quyết định trao thưởng đột xuất ban chuyên án TN-1024P, triệt phá thành công đường dây ma túy quy mô lớn nhất từ trước đến nay ở biên giới Tây Ninh. Chuyên án đã bắt giữ 3 đối tượng, thu giữ 30 kg ma túy đá và một xe ô tô. Trước đó, qua nắm tình hình, Lực lượng bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh có được thông tin về các đối tượng vận chuyển ma túy từ campuchia qua biên giới tây ninh rồi về thành phố hồ chí minh tiêu thụ, xác định đây là đường dây chuyên vận chuyển ma túy nguy hiểm. Ban chuyên án do lực lượng phòng chống ma túy và tội phạm bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế mộc bài chủ trì phối hợp cùng công an tỉnh tây ninh, công an huyện bến cầu và đoàn đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm việt nam vào cuộc khám phá. Đến nay, công an tỉnh tây ninh đang phối hợp với tổ công tác bộ đội biên phòng tỉnh tây ninh lấy lời khai các đối tượng Trần Văn Sướng sinh năm 1988, Lý Minh Thương sinh năm 1986 cùng ngụ huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh và Đào Trần Anh Khoa sinh năm 2004, ngụ quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để điều tra về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Bệnh viện Trung ương Huế cho biết vừa thực hiện thành công 2 ca ghép tủy đồng loại đầu tiên trên bệnh nhi mắc bệnh lý tan máu bẩm sinh. Đây là lần đầu tiên ở miền Trung Tây Nguyên hai bệnh nhi tan máu bẩm sinh được cứu sống nhờ phương pháp ghép tủy đồng loại. Bệnh nhi đầu tiên được ghép tủy là cháu bé 42 tháng tuổi trú tại thành phố Đà Nẵng, cháu bé phát hiện bị tan máu bẩm sinh từ năm 2 tuổi. Hàng tháng cháu phải vào bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng để truyền máu. Sau khi xét nghiệm cháu phù hợp hoàn toàn với chị gái. Bệnh nhi đã được chuyển đến bệnh viện Trung ương Huế để thực hiện kỹ thuật mới này sau những ngày vào hóa chất diệt tủy, đội ngũ y bác sĩ ở bệnh viện cùng với một chuyên gia đến từ Đức đã tiến hành thu thập tế bào gốc tủy xương cho chị của bé và truyền trực tiếp vào cho bé. Bệnh nhi thứ hai là cháu bé 8 tuổi cũng trú tại thành phố Đà Nẵng. Cháu bé được chẩn đoán tan máu bẩm sinh từ lúc 17 tháng và phải đến viện truyền máu hàng tháng từ năm 2018 đến bệnh viện Sản Nhi Đà Nẵng. Sau khi kiểm tra, cháu phù hợp hoàn toàn với chị ruột và vì thế cháu đã được tiến hành ghép tủy đồng loại. Giáo sư tiến sĩ Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế cho biết, bệnh tan máu bẩm sinh là nhóm gồm nhiều loại bệnh lý di truyền khác nhau, có đặc điểm là không có hoặc giảm sản sinh huyết sắc tố bình thường, gây thiếu máu hồng cầu nhỏ. Đối với các thể trung bình và nặng, bệnh nhi phải lệ thuộc truyền máu và hưởng đến chất lượng cuộc sống rất nhiều về sau. Vâng, việc thành công ghép tủy đồng loại trên các bệnh tan máu bẩm sinh không chỉ là niềm hy vọng cho các cháu bị bệnh tan máu bẩm sinh mà còn đem lại nhiều hy vọng cho các cháu mắc những căn bệnh khác cần phải tiến hành ghép tủy đồng loại như là suy tủy, suy giảm miễn dịch bẩm sinh, ung thư tái phát. Như chúng tôi đã thông tin những ngày qua, địa bàn xã Thành Long, huyện Hàm Yên, Tuyên Quang xảy ra hiện tượng hàng loạt run đất ngoi kín mặt ruộng dưa khiến người dân hoang mang. Vâng, và trước hiện tượng này, cơ quan chức năng đã đưa ra các giải pháp khuyến cáo tới người nông dân. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân sử dụng phân gà ủ và túi ni lông phủ luống ruộng dưa với số lượng lớn. Mật độ dày đặc cây sinh nhiệt giảm không khí trong đất và khiến cho run đất buộc phải ngoi lên mặt ruộng. Lãnh đạo xã Thành Long cho biết đây là hiện tượng bình thường, không phải như các thông tin trên mạng xã hội đang lan truyền, đồn đoán. Người dân địa phương sau khi được tuyên truyền giải thích cũng đã yên tâm sản xuất. Chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng đang hướng dẫn người dân một số các biện pháp để khắc phục bước đầu tình trạng trên. Theo đó, địa phương đã hướng dẫn tập huấn người dân ủ phân bón phân gà với men vi sinh và khuyến cáo không dùng với số lượng lớn phân bón để bón cho cây trong một lần mà sẽ chia làm nhiều giai đoạn với số lượng thích hợp thưa quý vị sau nhiều năm rời đi vì môi trường biển suy thoái, rùa biển đã bất ngờ trở lại tại vùng biển Hòn Môn thuộc khu bảo tồn biển Vịnh Nha Trang của tỉnh Khánh Hòa. Điều này cho thấy môi trường biển ở Vịnh đang tốt lên và sẽ hiện thực hóa được chương trình bảo tồn các loài rùa nguy cấp của Việt Nam đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030. Theo đó, trong lúc lặn kiểm tra hệ sinh thái khu bảo tồn biển chuyên viên phòng bảo tồn thuộc ban quản lý vịnh Nha Trang phát hiện một cá thể rùa biển tại vùng biển Hòn Mun ngày 4 tháng 10. Nhân viên này đã theo sát chủ rùa và quay lại video. Sự xuất hiện của rùa biển là một tín hiệu đáng mừng bởi môi trường biển ở vịnh đang tốt lên, nguồn thức ăn dồi dào cùng sự yên tĩnh đã thu hút các loài rùa biển tìm về đẻ trứng. Theo ban quản lý vịnh Nha Trang, trong các năm trước đây, trong vịnh Nha Trang đều có ghi nhận về sự xuất hiện của rùa biển và dấu vết của rùa trên bãi cát tại bãi bàng ở cuộc khu vực đầm tre Hòn Tre. Năm 2009, ngành chức năng phát hiện một rùa mẹ lên bờ đẻ ba ổ trứng tại đầm tre và bảo vệ đến khi rùa con trở về với biển và tiếp tục phát hiện một ổ trứng rùa biển tại đây vào giữa năm 2016. Vòng đời của rùa có thể lên đến cả trăm năm, song tỷ lệ sống sót của rùa con đến khi trưởng thành chỉ khoảng 0,001%. Một con rùa biển mất 30 đến 50 năm để tới giai đoạn trưởng thành. Với tập tính tự nhiên, rùa biển thường quay trở về nơi mình sinh ra để đẻ trứng, mỗi năm đẻ từ 3 đến 5 lần, mỗi lần đẻ khoảng từ 100 đến 180 trứng. Và ban quản lý Vịnh Nha Trang đề xuất thực hiện khoanh vùng bảo vệ rùa biển và hệ sinh thái thảm cỏ biển tại khu vực bãi bằng lớn, nơi sinh sản cuối cùng của rùa biển trong Vịnh Nha Trang. Theo chuyên gia môi trường, mùa ô nhiễm không khí Hà Nội và nhiều tỉnh thành phía Bắc đã bắt đầu chỉ số từ các trạm quan trắc không khí đo được cho thấy nhiều nơi ở ngưỡng xấu kém. Và theo đó thì các chuyên gia cũng đã khuyến cáo người dân cần phải theo dõi thường xuyên chất lượng không khí để bố trí lịch làm việc, vui chơi cho hợp lý. Người dân phải thường xuyên sử dụng khẩu trang, kính che mắt khi đi đường hoặc tiếp xúc với môi trường nhiều khói bụi. Và sáng mùng 8 tháng 10, nhiều tuyến đường khu dân cư, khu đô thị ở các quận Nam Từ Liêm, Bắc Từ Liêm, Hà Đông, Cầu Giấy, huyện Hoài Đức, bịt mờ trong sương mù và chất lượng không khí xấu, không khí kém. Đáng chú ý, những khu vực cạnh các công trường xây dựng, một số các tuyến đường đang thi công, tình trạng ô nhiễm diễn ra nghiêm trọng hơn. Theo số liệu công bố trên Cổng Thông tin Quan trắc Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường Hà Nội, Sáng mùng 8 tháng 10, trụ sở Ủy ban nhân dân phường Minh Khai, quận Nam Từ Liêm, nơi đặt trạm quan trắc chất lượng không khí đo được ở ngưỡng xấu. Nhiều khu vực khác của quận cầu giấy cũng cho chất lượng không khí kèm. Theo tiến sĩ Hoàng Dương Tùng, Chủ tịch Mạng lưới Không khí sạch Việt Nam cho biết, theo thông tin quan chắc cơ quan chức năng công bố, Hà Nội và nhiều tỉnh thành miền Bắc đã bước vào mùa ô nhiễm không khí. Mùa ô nhiễm không khí thường diễn ra từ tháng 10 đến hết tháng 3 năm sau. Đặc biệt, những thời điểm không có mưa, trời lặng gió, bụi mịn PM2.5 sẽ khuếch tán rất mạnh. Chất lượng không khí chỉ được cải thiện khi có mưa to, gió lớn nên người dân cần sử dụng khẩu trang khi ra đường. Chuyển sang một thông tin đáng chú ý khác. Thưa quý vị, liên quan đến việc sinh viên phải ăn lại đồ thừa và thức ăn xuất hiện dị vật lạ. Vào sáng 8 tháng 10, nhà ăn A15, nơi cung cấp suất ăn trong quá trình học quốc phòng của sinh viên Đại học Bách Khoa Hà Nội đã dán thông báo là dừng hoạt động. Trước phản ánh này, thì đại diện trường Đại học Bách Khoa Hà Nội cho biết thấy bất ngờ và sẽ xử lý nghiêm những người có liên quan, đồng thời công khai kết quả trước công luận. Phó Giám đốc Đại học Bách khoa Hà Nội cho biết, ngay tối mùng 7 tháng 10, sau khi nhận phản ánh, nhà trường đã tổ chức gặp gỡ các sinh viên đang học giáo dục quốc phòng an ninh và những sinh viên vừa kết thúc khóa học có sinh viên phản ánh. Ban lãnh đạo nhà trường đều bất ngờ về những phản ánh do sinh viên gửi tới cơ quan truyền thông liên quan đến suất cơm không đảm bảo khi học môn giáo dục quốc phòng và an ninh. Trước đó, trường không nhận được phản ánh trực tiếp nào từ các em. Nhiều em cho biết Ngoài cơm, những bát canh ăn dở cũng được gom lại, đổ vào nồi, tiếp tục múc thành các phần ăn mới. Sinh viên cũng cho biết nhiều lần phát hiện dị vật côn trùng hay phải ăn trứng thối. Nói về quy trình kiểm tra giám sát suất ăn của sinh viên, ban lãnh đạo nhà trường cho hay, định kỳ trung tâm y tế trên địa bàn đều đến để kiểm tra và chưa ghi nhận điều gì bất thường. Và thứ năm hàng tuần, khoa giáo dục quốc phòng và an ninh tổ chức họp dân chủ nhưng cũng không nhận được phản ánh từ các sinh viên. Sáng nay, thì Vụ Giáo dục Quốc phòng và An ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo cùng cơ quan y tế địa phương đã đến kiểm tra, làm việc với trường. Kết quả chưa được công bố. Trong khi đó, các sinh viên cho biết buổi học diễn ra bình thường, từ chối chia sẻ thêm về các số đàn.